Ngày của cha ở trường có thể sẽ là buổi biểu diễn tài năng thú vị và hấp dẫn nếu các bà nóng và lạnh của chúng ta tham gia. Giáo viên bị đóng băng, buổi hòa nhạc rock nóng và cơn bão tuyết trong lớp học ngay trên Woohoo Hoa Mersen. Chào buổi sáng các em, mai là ngày của ba. Ba nóng với ba lạnh đó. Ba mình giỏi hơn ba của bạn. Bạn sai rồi, ba mình là giỏi nhất. Nhìn ba mua gì cho mình nè. Một thôi sao, mình có hai nè. Thêm cái đi kèm nữa. Bình tĩnh nào, lộn xộn gì vậy? Các em sẽ có bài kiểm tra ngay đó. Ba mình có thể đánh bại ba bạn trong 2 phút. Không, ba mình sẽ thắng ba bạn. Im lặng đi. Ba, ba ơi, nhìn nè. Mai là ngày của cha ở trường con đó. Tin mới khiến cho ba lạnh nghẹt viên đá luôn. Tommy hay đó. Vậy là chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Đi lấy khối nước đá đi. Sam rõ ràng đủ điều kiện cho danh hiệu người ba của năm. Sam thậm chí còn giúp con trai chuẩn bị cặp nữa kìa. Được rồi, đây là viên to nhất trong tủ lạnh đó. Tốt lắm, ba lô của con nè. Cảm ơn ba. Bên trong là cái gì vậy? Tất cả đồ của Thơm đều bị đông lạnh và biến thành khối băng hết rồi. Không hay hả? Dạ hay ạ. Nhìn nè, mọi thứ trong này rồi. Cảm ơn ba, con đi đây. Ngồi thiền trong đá là phương pháp tốt nhất để ba lạnh giữ dáng. Lại hư nữa rồi. Đến lúc sửa cái vòi nước này rồi. Công cụ của mình đâu rồi? Nếu không sửa được thứ gì đó bằng băng keo thì do bạn chưa dùng đủ băng keo mà thôi. Cái phòng ngu ngốc. Mình biết phải làm gì rồi. Chào con gái, nhìn nè, ba sửa vòi được rồi. Hay quá, mai là ngày của cha ở trường, ba sẽ tham gia cuộc thi đó. Thật hả? Vậy thì đi chuẩn bị thôi. Ba nóng không biết con gái của mình cần gì ở trường. Ba lô của con đâu rồi? À phải rồi, của con nè. Hơi nhẹ đó, chỉ có điện thoại hả? Đúng đó, nó có mọi thứ con cần. Ồ, dạ, bye, bye ba. Hôm nay tiết học không như bình thường. Hôm nay ba nóng đến thăm đó. Xin chào, chào con gái, chào mọi người. Ba ơi, kìa, bạn thấy không? Ba của mình đó. Kể mọi người nghe công việc cứu hỏa của anh đi. Cầm búa giúp nha. Làm lính cứu hỏa cần rất nhiều can đảm. Chú cứu mọi người khỏi đám cháy. Bọn chú phải khỏe, nhanh và dũng cảm để thực hiện công việc. Bọn chú có khát vòi nước khổng lồ, mạnh dùng để dập lửa. Wow, hay quá đi. Ba mình giỏi nhất đó. Ba nóng cho cả lớp xem một hoạt động cứu hộ. Chú ấy cứu con gấu bông ở tòa chung cư đang cháy. Dũng cảm quá đi, đúng là anh hùng. Giờ ba lạnh sẽ nói về công việc của mình. Là ba mình đó, nhìn đi. Ba lạnh xuất hiện với các hiệu ứng đặc biệt. Cơn gió mạnh. Chú là ba lạnh. Chào con trai. Yeah, chú sẽ kể các con nghe câu chuyện về Nam Cực. Vùng đất của tuyết, núi băng và chim cánh cụt. Đôi khi chúng ngã và chú phải lật chúng lại. Ba lật chim cánh cụt, bạn thấy thế nào hả? Không có gì đặc biệt hết. Chim cánh cụt, được rồi. Các con muốn nghe chuyện chú leo đỉnh Everest không? Chú đã ở một mình trên núi thì đột nhiên cơn bão tuyết bắt đầu. Nhưng chú vẫn tiếp tục leo lên. Dây thừng bị đóng băng, không thể nhìn thấy gì hết. Gió thổi bay tán cây, nhưng chú không bỏ cuộc. Wow, thấy chưa, ba mình dũng cảm lắm luôn. Chú sẽ cho các con thấy chú leo thế nào nha. Càng leo càng cao.
chú đã lên đến đỉnh và chinh phục Everest. Hoan hô, câu chuyện thú vị quá à. Chà, cũng không thật sự ấn tượng lắm. Giờ ba nóng và ba lạnh sẽ thi vật tay. Chuẩn bị, bắt đầu. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên, cố lên. Ba ơi, cố lên, cố lên. Ba là giỏi nhất. Nhìn có vẻ họ đã hòa rồi. Một ba bị bỏng tay, còn một ba bị đông lạnh. Có sao không ba? Đỡ hơn chưa? Được rồi, cảm ơn. Wow, vòng này hòa. Vòng tiếp theo là thử thách cố không được khóc. Các ba phải luôn giữ bình tĩnh. Đội xanh với đỏ. Bắt đầu. Bánh siêu cây, chú ăn không? Có. À, của chú nè, đập nát luôn. Hơi thô bạo, nhưng bà nóng chịu được mà. Tiếp tục nào. Con sẽ biến nước đá chú thích thành nước sôi. Không, đừng. Xem nè. Rất khó khăn, nhưng ba lạnh cũng đã chịu được. Vòng 2. Đây là poster có các anh hùng mà các ba thích đây. Biết phải làm gì rồi đó. Nói tạm biệt Elsa đi. Con sẽ xé rồng của chú. Không, đừng. Các ba đã vượt qua và không khóc. Hành tây nè. Giáo viên quyết làm cho họ khóc bằng bất cứ giá nào. Ôi không, không. Làm ơn mang đi đi. Chỉ một củ hành tây đã khiến mọi người bật khóc rồi. Mình sẽ thắng bạn. Không, mình sẽ thắng. Vòng thi tiếp theo là khi ăn bánh mì xúc xích. Vào vị trí và bắt đầu nào. Đội lạnh đã chuẩn bị cho cuộc thi với các bài tập thở. Có vẻ như đội nóng quyết định gian lận một chút. Ăn chút đi. Bắt đầu. À, cay quá đi. Thành công rồi, coi chừng kìa. Lạnh quá, đau răng luôn. Ba nóng và con gái đã chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình tài năng. Có vẻ như họ đã làm tan chảy trái tim của giám khảo với buổi hòa nhạc sốc nóng. Xin lỗi, đây là chỗ của mình. Tuyệt vời, bạn có cơ hội để thắng đó. Các bạn thân mến, bạn sắp được xem một chương trình khó tin đó. Hãy vỗ tay cho ảo thuật gia băng giá nào. Cầu mong phép thuật luôn ở bên ta. Ba lạnh đang cố gây ấn tượng với giám khảo bằng tài năng. Đóng băng chất lỏng, nhưng lại không dễ gây ấn tượng với khán giả. Cũng không hay lắm. Được, mình sẽ cho các bạn thấy một thứ đặc biệt. Mình cần một trợ lý. Ba la. Giám khảo chắc chắn sẽ không quên giáo viên bị đóng băng này đâu. Wow, cái này hay nè. Cảm ơn rất nhiều. Có rất nhiều núi lửa lớn nhỏ trên khắp thế giới. Nhưng chúng mình đã tự mình làm nên điều ấn tượng nhất. Ta-da, các bạn có thích nó không? Wow. Tuyệt vời, bạn đạt điểm tuyệt đối. Nhưng ba lạnh cũng rất tài năng. Mình sẽ cần công cụ và một thứ quan trọng hơn. Ba lạnh biến một khối đá thành chiếc ly tinh xảo chỉ trong vài phút thôi. Không tệ, hay đó. Lại hòa nữa rồi. Đây là thời điểm quan trọng. Đã đến lúc xem kết quả của cuộc thi. Mời các đội bước ra nào. Và đội chiến thắng trong cuộc thi này là đội nóng. Yeah. Này, không công bằng. Và đội lạnh. Ta-da. Cái gì? Sao như vậy được? Chúc mừng.
Chúc mừng, chúng ta đều chiến thắng. Hai đội nóng và lạnh cuối cùng đình chiến. Chắc họ sẽ trở thành bạn bè đó. Đập tay. Chào buổi sáng, có tin tốt nè. Mai là ngày của mẹ. Ồ không, gì cũng được ngoài việc này. Cô không hiểu, sao các em buồn vậy? Bạn có thích cuộc thi giữa ba nóng và lạnh hay không? Hãy bình luận bên dưới người mà bạn cổ vũ. Và nếu bạn muốn xem phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Còn nữa, hãy nhấn nút đăng ký like video và nhấn chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào trên Woohoo qua Motion nha.